Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Đồng chí Hồ Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Thường vụ Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn. Hội thảo khởi động dự án phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Bình. Tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm AH5N6. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản di chúc thiêng liêng. Di chúc của người là sự kể tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, thể hiện cô đồng trí tuệ, nhân cách của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Mỗi câu, mỗi chữ trong bản di chúc đều chứa đựng những suy nghĩ, chắc lọc sâu sắc từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã dành cả cuộc đời cho nước, cho dân. Với tư tưởng giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, di chúc của người là tài sản vô giá của dân tộc. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, dành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thẳng lời di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Chiều nay ngày 11 tháng 9, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Thường vụ Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được dẫn đầu. Tại buổi làm việc, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã báo cáo tóm tắt hoạt động của hội trong thời gian qua và những định hướng trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Đăng Quang đã ghi nhận đánh giá cao những hoạt động của đoàn công tác trong thời gian làm việc tại Quảng Bình. Đồng chí Hoàng Đăng Quang mong muốn lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục quan tâm đến hoạt động của Hội Cựu chiến binh Quảng Bình nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung trong thời gian tới. Cũng trong chiều ngày 11 tháng 9, Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 5 đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả hội quý 3 năm 2014. Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã chủ trì cuộc họp. Trong quý 3, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết hội nghị lần thứ 5 và hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh lần thứ 4. Theo đó, hội tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng hội vững mạnh, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực hiện tốt pháp lệnh cựu chiến binh. Trung ương hội cũng đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Các hoạt động đối ngoại được tăng cường củng cố. Trong quý 4, Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2014, tổ chức thành công đại hội cựu chiến binh gương mẫu các cấp gắn với kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tiếp tục động viên cán bộ hội viên phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương. Chiều nay ngày 11 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, kiểm tra thực hiện quyết định số 76 của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình chủ trì buổi làm việc. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, bình quân hàng năm Quảng Bình chịu ảnh hưởng trực tiếp của 2 đến 3 cơn bão. Riêng trong năm 2013 vừa qua, Quảng Bình phải chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 10 và hoàn lưu bão số 11 gây ra, ước tính tổng thiệt hại lên tới 8.745 tỷ đồng. Để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết trong năm 2014, thời gian qua tỉnh Quảng Bình đã quán triệt chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống lụt bão, tổ chức tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, đề ra các phương án nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2014. Triển khai chương trình kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020.
chỉ đạo các sở ban ngành địa phương tùy vào tình hình thực tế để triển khai phòng chống lụt bão theo phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả. Thực hiện quyết định số 76 của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các ngành địa phương kiện toàn tổ chức, ban hành chức năng nhiệm vụ và quy chế hoạt động của ban chỉ đạo, ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn các cấp, xây dựng phương án kế hoạch, chuẩn bị lực lượng phương tiện, trang thiết bị ứng phó với thiên tai thảm họa, sự cố và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Tổ chức huấn luyện, hội thao diễn tập, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ và lực lượng làm công tác ứng phó với thiên tai, bố trí kinh phí để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, đánh giá cao việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quyết định 76 của tỉnh Quảng Bình. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí lưu ý, tỉnh cần quan tâm đến công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân chủ động phòng chống nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, chuẩn bị chu đáo lực lượng, phương tiện và nhu yếu phẩm sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu tham gia khai thác thủy sản trên biển. Sáng nay 11 tháng 9, đoàn công tác Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn do đồng chí Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc kiểm tra việc thực hiện quyết định 76/2009 của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn của Trung ương và các bộ ngành địa phương tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình. Sau khi nghe các đồng chí trong Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình báo cáo kết quả tổng kết 5 năm thực hiện quyết định 76 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn của lực lượng Bộ đội Biên phòng, các đồng chí trong đoàn công tác đã ghi nhận và đánh giá cao tính chủ động trong triển khai công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, đặc biệt là đối với công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên tuyến biên giới, vùng biển. Quảng Bình là một trong những địa phương thường chịu ảnh hưởng trực tiếp của những cơn bão mạnh và lũ lớn, đòi hỏi công tác phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn cần phải tăng cường và có các phương án ứng phó cụ thể, chặt chẽ. Trong đó, Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt trong công tác này. Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã thống nhất những định hướng cơ bản trong công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai và đề xuất đầu tư trang cấp các loại phương tiện cứu hộ cứu nạn, xây dựng hệ thống cầu kiểm soát biên phòng tại các cửa sông, cửa lạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra các phương tiện tàu thuyền. Trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 9, Sở Thông tin Truyền thông Quảng Bình đã tổ chức các buổi làm việc với Viễn thông tỉnh và Trung tâm Thông tin Di động Việt Nam Mobile khu vực 2 nhằm xây dựng các phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo thông tin liên lạc trong mùa mưa bão, đồng thời tiến hành đi kiểm tra thực tế tại một số cột anten trạm BTS trên địa bàn toàn tỉnh. Sở Thông tin Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính viễn thông thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như đảm bảo thông tin thông suốt, phục vụ cho việc thông tin chỉ đạo điều hành của cả cấp cả ngành và nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị cần thiết đảm bảo thông tin liên lạc trong trường hợp xảy ra sự cố, chủ trọng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và nhân dân trong tỉnh về công tác phòng chống lụt bão. Sở Thông tin Truyền thông và các doanh nghiệp bưu chính viễn thông cũng đã tiến hành đi kiểm tra thực tế tại một số cột anten trạm BTS trên địa bàn thành phố Đồng Hới và huyện Quảng Trạch. Hiện nay, phần lớn cột anten trạm BTS đều đang được tiến hành gia cố, bảo dưỡng. Một số cột được tăng cường thêm hệ thống dây co và thiết bị chống xoay. Công tác rà soát, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống thiết bị, kiên cố hóa mạng lưới hạ tầng viễn thông nhằm ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão cũng đang được gấp rút tiến hành. Sáng nay ngày 11 tháng 9, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014-2018. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Quảng Bình đã thống nhất thực hiện chương trình phối hợp với các nội dung tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền ban hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người cao tuổi, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật, thường xuyên trao đổi thông tin, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Nguyễn Tiến Hoàng nhấn mạnh, hiệu quả trong công tác phối hợp công tác giữa Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Quảng Bình là điều kiện để đảm bảo công tác chăm sóc cho người cao tuổi được triển khai nhất quán, đồng bộ, thường xuyên và liên tục trong giai đoạn tới.
Cũng trong sáng nay ngày 11 tháng 9, Tổ chức Caritas Thụy Sĩ phối hợp với Hội Vì sự Phát triển của Người Khuyết Tật Quảng Bình tổ chức hội thảo khởi động dự án phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Bình. Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo số liệu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Quảng Bình hiện có khoảng 4.000 trẻ em khuyết tật. Quyền tiếp cận với các hoạt động xã hội và các dịch vụ giáo dục của trẻ em khuyết tật hiện nay còn nhiều hạn chế. Từ thực tế này, dự án phát triển sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Bình đã được tổ chức Caritas Thụy Sĩ đề xuất và tài trợ với tổng nguồn vốn hơn 400.000 USD. Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường cho trẻ em khuyết tật tiếp cận giáo dục có chất lượng theo các quyền cơ bản của trẻ em về giáo dục. Dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt theo quyết định số 1287 ngày 21 tháng 5 năm 2014. Dự án triển khai từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 12 năm 2016 tại 9 xã thuộc địa bàn 3 huyện Quảng Trạch, Lệ Thủy và thành phố Đồng Hới. Hội thảo cũng đã dành thời gian để các bên tham gia thảo luận kế hoạch khởi động dự án nhằm nâng cao hiệu quả thực thi dự án. Ngày 11 tháng 9, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 9 tại 25 điểm cầu tỉnh thành trong cả nước. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về tình hình trong nước và quốc tế thời gian gần đây, những thành tựu nổi bật của thủ đô Hà Nội sau 60 năm giải phóng và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội. Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm, những thuận lợi và khó khăn của nền kinh tế nước ta những tháng cuối năm 2014, những định hướng cho công tác tuyên truyền thời gian tới. Việc tổ chức hội nghị báo cáo viên theo hình thức trực tuyến nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác báo cáo viên, giúp đội ngũ báo cáo viên ở các tỉnh trực tiếp nắm bắt nội dung chỉ đạo tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ sở. Sáng nay ngày 11 tháng 9, Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn tổ chức hội nghị triển khai thực hiện quyết định số 217-218 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội. Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hướng đến kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, những quy định về Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ban Tuyên giáo thị xã cũng đã hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao nhận thức về các nội dung cơ bản, cốt lõi trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện chỉ thị số 03 CTTU của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2014 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Từ đó, mỗi tổ chức, cá nhân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên các đoàn thể bổ sung vào phương hướng phấn đấu làm theo. Thời gian thực hiện từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2014. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết kết luận hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 cho các đồng chí cán bộ chủ chốt, chỉ huy các cơ quan đơn vị và sĩ quan cấp tá trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Hội nghị đã tập trung nghiên cứu quán triệt những nội dung cơ bản gồm xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội 12 của Đảng. Kết luận số 98 của Trung ương về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 19 của Ban Bí thư Khóa chính về công tác phi chính phủ nước ngoài, chỉ thị số 380 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện công tác phòng chống tham nhũng lãng phí gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay trong quân đội và chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Hội nghị là cơ sở quan trọng để cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị lãnh đạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập quản trị tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết kết luận hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đạt kết quả tốt. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 16 vừa có nghị quyết số 90 NQHDND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 16 nhiệm kỳ 2011-2016. Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 16 kỳ họp thứ 13.
căn cứ luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003, căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân ban hành kèm theo nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTV-QH11 ngày 2 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Căn cứ kết quả bầu cử tại biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2011-2016 tại kỳ họp thứ 13 ngày 8 tháng 9 năm 2014. Quyết nghị Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ông Trần Thanh Văn, Phó trưởng Ban Văn hóa Xã hội của Hội đồng Nhân dân tỉnh, trúng cử chức danh trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 16, nhiệm kỳ 2011-2016. Có biên bản kiểm phiếu bầu cử và lý lịch trích ngang kèm theo. Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Trần Thanh Văn thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 16, kỳ họp thứ 13, thông qua ngày 8 tháng 9 năm 2014. Chủ tịch Lương Ngọc Bính. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Quảng Bình, những chuyển biến tích cực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm AH5N6. Thưa quý vị và các bạn, để giúp đồng bào các dân tộc thiểu số từng bước vươn lên hòa nhập vào sự phát triển chung của đất nước, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chương trình chính sách phát triển kinh tế xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Các chương trình chính sách như chương trình 135, 134, chính sách di dân, định canh định cư, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng các xã biên giới, nghị quyết 30A và các chương trình chính sách khác đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, 100% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đường ô tô về trung tâm xã, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trở thành mạng lưới giao thông thuận tiện, mở ra cơ hội giao thương, trao đổi hàng hóa cho bà con. 100% số xã có trường tiểu học, trung học cơ sở và trạm y tế được xây dựng kiên cố, có 4 trạm đạt chuẩn quốc gia. 100% xã phủ sóng phát thanh truyền hình, mạng điện thoại di động và mạng internet đã về đến trung tâm xã. 88% xã có điện lưới quốc gia với tỷ lệ hồ dùng điện đạt trên 80%. Hệ thống chợ trung tâm cùng xã, chợ xã được đầu tư xây dựng tạo thuận lợi cho việc trao đổi giao thương hàng hóa trong vùng. Nhờ kết cấu hạ tầng kỹ thuật được tăng cường nên sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc có bước phát triển khá hơn trước, nhất là sản xuất nông lâm nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ phận đồng bào đã chuyển đổi tập quán sản xuất, đặc biệt là các tộc người như rục, khua, may, ma con, mã liên, trước đây chỉ biết phạt đột cổ trịa, thì nay đã biết cách thâm canh lúa nước. Nhiều hồ mạnh dạn đưa các loài giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao như cây cao su, hồ tiêu, tràm trắng, bơi lời, keo, các giống lân rừng, nhím, bò lai sinh vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Số hồ làm ăn khá giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tăng. Trong 8 tháng đầu năm 2014, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ước đạt 1.408 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa đạt 1.233 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Một số khoản thu đạt cao như thu ngoài quốc doanh 300 tỷ đồng, tăng 21%, thuế đất 29 tỷ đồng, tăng gần 34%, cấp đất 326 tỷ đồng, tăng 79%, phí và lệ phí 67 tỷ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, thuế thu từ thu nhập cá nhân, thu từ doanh nghiệp nhà nước, địa phương lại đạt thấp so với cùng kỳ. Hiện nay, bên cạnh việc thực hiện các giải pháp miễn giảm thuế, gia hạn, giảm thời gian nộp thuế theo chủ trương của chính phủ, thì các cấp các ngành trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều biện pháp thu, tập trung thu hồi nợ đồng thuế, phát triển quỹ đất, v.v. nhằm duy trì ổn định và tăng nguồn thu cho địa phương. Từ đầu năm đến nay, đã có gần 200.000 người nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Thời gian gần đây, với sự quan tâm của nhà nước, các đối tượng là người nghèo, cận nghèo ở Quảng Bình đã được mua và hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh khi ốm đau. Quảng Bình hiện có 40.850 hộ cận nghèo với gần 178.000 người cận nghèo. Trong đó, số người cận nghèo có nhu cầu mua thẻ bảo hiểm y tế là 60.770 người. Đáp ứng nhu cầu và quyền lợi của người dân, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Quảng Bình đã phối hợp với các ngành chức năng điều tra, rà soát, lập danh sách đề nghị mua thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ cận nghèo chưa tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay đã có gần 200.000 người nghèo và cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trong đó có 44.000 đối tượng cận nghèo được hỗ trợ 100%.
36.000 đối tượng cận nghèo được hỗ trợ 70% để mua thẻ bảo hiểm y tế. Nhờ chính sách hỗ trợ này đã phần nào giảm bớt khó khăn cho các gia đình là hộ nghèo, cận nghèo khi ốm đau bệnh tật, đồng thời tạo điều kiện cho họ có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế. Trong những năm qua, nhờ có nhiều chính sách khuyến khích nên kinh tế trang trại của Quảng Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các chủ trang trại đã mạnh dạn đầu tư vốn kỹ thuật phát triển kinh tế hàng hóa theo hướng nông lâm kết hợp để nâng cao thu nhập. Hiện Quảng Bình có 640 trang trại được cấp giấy chứng nhận theo tiêu chí mới. Đa số các trang trại được xây dựng theo mô hình tổng hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng và kết hợp nuôi cá. Giá trị thu nhập bình quân của mỗi trang trại đạt 50 triệu đồng đến vài trăm triệu đồng một năm. Hiện nay cả trang trại đang giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Nhờ kinh tế trang trại mà diện mạo vùng quê nông thôn ngày càng khởi sắc, nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Tuy nhiên, kinh tế trang trại trên địa bàn Quảng Bình vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ làm kinh tế trang trại còn chậm. Mặt khác, nguồn vốn đầu tư cho các trang trại hiện nay chủ yếu vẫn là nguồn vốn tự có. Người nông dân chưa tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước. Được khởi công và xây dựng từ tháng 5 năm 2014, đến nay công trình trung tâm bán trú cho nạn nhân chất độc da cam dioxin Quảng Bình đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục, đáp ứng nhu cầu chăm sóc cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin. Được quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin Quảng Bình hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng, công trình trung tâm bán trú cho nạn nhân chất độc da cam dioxin Quảng Bình có tổng diện tích 250 m², bao gồm hai hạng mục chính. Tầng 1 là nơi làm việc của các y bác sĩ, tầng 2 là nơi tẩy độc cho các nạn nhân với quy mô 2 lò tẩy, mỗi lò sẽ tẩy được chất độc cho 12 nạn nhân. Được biết, Quảng Bình là một trong 4 tỉnh trên cả nước, cùng với Thái Bình, Hà Tĩnh và Quảng Nam được trang cấp các thiết bị cần thiết để tẩy độc cho các nạn nhân. Hiện nay, công trình đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục, dự kiến sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng vào tháng 11 năm 2014. Công trình trung tâm bán trú cho nạn nhân chất độc da cam dioxin Quảng Bình sau khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần giúp các nạn nhân chất độc da cam phục hồi chức năng, vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình cúm AH5N6 xuất hiện ở một số địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Quảng Trị, địa phương giáp ranh với tỉnh Quảng Bình, Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn không cho cúm gia cầm phát sinh và lây lan trên địa bàn tỉnh. Đối với công tác kiểm tra kiểm soát xe chở gia cầm và sản phẩm gia cầm lưu thông qua địa bàn tỉnh, 200 kiểm dịch động vật Bắc và Nam Quảng Bình đã tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn không cho mầm bệnh xâm nhập từ các địa phương khác vào tỉnh Quảng Bình. Tính riêng trong tháng 8 năm 2014, hai trạm đã kiểm tra được gần 400 lượt xe, xác minh rõ nguồn gốc xuất xứ, giấy chứng nhận kiểm dịch thú y của gia cầm, sản phẩm gia cầm, kiểm tra niêm phong, kẹp chi và thực hiện phun thuốc tiêu độc khử trùng theo quy định. Trạm đã thực hiện tốt các quy trình quy phạm, đặc biệt là kiểm tra hồ sơ, số lượng, chủng loại và khai báo với các trạm thú y huyện, thành phố, thị xã khi có gia súc, gia cầm vào địa bàn và phối hợp với đội kiểm dịch liên ngành, đội công an quản lý thị trường phối hợp và xử lý những trường hợp vi phạm. Trước thông tin ở tỉnh Quảng Trị có xuất hiện ổ cúm AH5N6, trạm kiểm dịch động vật Nam Quảng Bình đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, buôn bán gia cầm, các sản phẩm gia cầm giữa hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình. Đặc biệt, đối với một số tiểu thương kinh doanh nhỏ lẻ thường vận chuyển qua đường tiểu ngạch, trạm đã phối hợp với cơ quan thú y huyện Lệ Thủy thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát, đảm bảo không để gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc hoặc mang mầm bệnh lưu thông vào địa bàn. Với tình hình hiện tại thì trạm kiểm soát gắt gao phương tiện vận động vật, sản phẩm động vật từ phía Nam ra và đặc biệt là các xe xuất phát từ của tỉnh Quảng Trị thì trạm bố trí trực 24/24 và là mỗi ca trực phải tối thiểu phải có hai cán bộ làm nhiệm vụ, một cán bộ là kiểm tra hồ sơ vận chuyển và một cán bộ là kiểm tra phương tiện, tức là cả số lượng, chủng loại và là niêm phong kẹp chi. Nếu những xe mà không đạt những yêu cầu thì trạm kịp thời xử lý và không tuyệt đối là không cho những phương tiện vận chuyển không đủ hồ sơ nhập vào địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trạm đã quán triệt với tất cả các trưởng ban thú y xã, tức là thường xuyên phải đi kiểm tra các cái trang trại gia trại, tức là có những cái gia cầm mà đưa vào để chăn nuôi thì phải kiểm tra rõ nguồn gốc xuất xứ, tức là ở đâu, ở vùng nào đưa tới và đã có nguồn gốc không, có giấy kiểm dịch hay không,
Nếu như mà không có rõ nguồn gốc, không rõ kiểm dịch thì kiên quyết xử lý, tiêu hủy. Ngoài ra, để tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm có hiệu quả, Chi cục Thú y đã phân bổ 33.000 lít hóa chất để các địa phương triển khai thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2014 từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9. Chi cục cũng đã cung ứng trên 648.000 liều vaccine cúm gia cầm cho các địa phương để thực hiện kế hoạch tiêm phòng vaccine đợt 2 năm 2014. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình đã lấy 720 mẫu đơn, tương đương 144 mẫu gộp trên đàn vịt tại các chợ, các trang trại chăn nuôi, gửi cơ quan thú y vùng 3 xét nghiệm virus cúm gia cầm. Kết quả, chỉ có 3 trên 144 mẫu dương tính với cúm gia cầm. Chi cục Thú y tỉnh yêu cầu các địa phương và người chăn nuôi thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng và kế hoạch tiêm phòng vaccine đợt 2 năm 2014. Đề nghị là các địa phương phải tăng cường giám sát tất cả các đàn gia cầm nhập vào địa bàn tỉnh và phúc kiểm dịch toàn bộ cái số gia cầm mà nuôi trên địa bàn, mà sau khi mà gia cầm bị ốm bị chết thì phải có báo cáo với là chính quyền địa phương hoặc là cơ quan thú y, trạm thú y để có cái chẩn đoán và xác định bệnh để mà phòng chống bệnh kịp thời. Với những nỗ lực của cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và người chăn nuôi, dịch cúm gia cầm sẽ được ngăn chặn, không phát sinh và lây lan trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Sau đây là thông tin dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đến 11 ngày 12 tháng 9. Khu vực miền núi mới thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mới thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mới thay đổi, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 9 mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.